Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với cặp đôi siêu phẩm nhà đẹp tại trục đường Nguyễn Văn Quá thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12 nha. Và ngày hôm trước thì em Hưng đã gửi tới anh chị căn nhà bên tay phải màn hình rồi, căn nhà ốp nhựa đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với căn nhà bên tay trái màn hình, căn nhà màu trắng nha. Hai căn thì giao đồng với diện tích đồng nhau, ngang 5 sâu 12, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Và căn nhà phía bên tay trái thì giao có 6 tỷ 1 thôi. Căn bên tay trái phải thì sao tới 6 tỷ 1 50. Hướng nhà là hướng chính đông, phù hợp với những anh chị cô chú nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Mặt tiền thì làm giống na ná nhau nha anh chị. Ban công đúc vuông và lan can là sắt xin xi. Có máy thá trên cùng. Ngang tới 5 sâu 12 m. Nằm trong khu nhà đồng bộ tới 200 căn thuộc trục đường Nguyễn Văn Quá thuộc phường Đông Hưng Thuận quận 12. Và nhà mình thì nằm ngay dưới chân chợ cầu đường Quang Trung. Nằm sát bên quận Gò Vấp luôn, chỉ cách quận Gò Vấp một cái cầu hoặc là bờ kênh thôi. Con kênh thôi. Cách quận Gò Vấp đi chuyển khoảng tầm 300 m nha chị. Con đường cụt đường tới 15 m. Điện âm và có đèn đường, có vỉa hè. Lòng đường thì rộng khoảng tầm 8 m, mỗi bên chúng ta có vỉa hè khoảng tầm 3 m nha anh chị. Có đèn đường, điện âm và cây xanh, vỉa hè luôn. Căn nhà phố nhà mình thì thiết kế theo mẫu nhà tân cổ điển này, 6 tỷ 1, ngang 5 sâu 12, rất đẹp, rất là sang trọng luôn. Với mẫu kiến trúc cực kỳ là sang, cực kỳ là đẹp nha quý vị. Rất là lấp lánh. Cặp đôi nhà mình thì giao bán căn này có 6 tỷ 1 thôi này. Đấy, căn 6 tỷ 1 có khi đẹp hơn và giá thì rẻ hơn. Chắc chắn sẽ bán trước nha anh chị. Còn với hè 3 mét. Phía trong thì chúng ta có bộ cửa sắt và bộ cửa nhôm sinh pha. Cổng thì ốp đá hoa cương. Trong đây là khu vực gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô thì được ốp sàn gạch 1m260, dài được tầm 5m, thoải mái đậu xe hơi đây. Nhà ngang 5 rất là rộng, tường ốp gạch lên cao tầm 1m2. Tường được làm phào chỉ Hàn Quốc và dán giấy dán tường. Trần bố trí thạch cao và đèn chùm này. Có rèm cửa đầy đủ, tặng và nội thất trong nhà như là bàn ăn, tủ để nón bảo hiểm, giày dép. Và trên thì có sofa. Phòng ngủ thì chúng ta có giường, tủ quần áo, kệ tivi. Căn nhà rất là đẹp nha quý vị. Hướng chính đông. Thiết kế cực kỳ sang luôn. Nhà này trần thì bố trí đèn chùm và trần sơn nhũ vàng một tí xíu nha. Có thạch cao. Phía trong đây là không gian phòng bếp. Chúng ta sẽ mua thêm bàn ăn tặng lại ở khu vực phòng bếp này. Cầu thang sẽ được ốp đá hoa cương, tay vịn của cam xe, kính cường lực. Rất đẹp luôn, đúc rộng tầm 90. Cầu thang zig zag nha quý vị. Khu vực phòng bếp thì chúng ta được làm bộ tủ bếp là gỗ an cường, gian kính và ốp đá hoa cương. Phòng bếp cũng khá rộng nha. Phía sau đây thì sẽ có khu vực toilet. Căn này thì có vẻ sáng hơn căn kia. Giá thì cũng có 6 tỷ 1 thôi. Nhà công nhận đủ diện tích và đường tới 15m thuộc trục đường Nguyễn Văn Quá nha. Nằm ngay sát chân chợ cầu đường Quang Trung. Nó di chuyển sang Gò Vấp và Tân Bình rất gần. Chỉ cần một đường thẳng chúng ta tiến lên phường 15 Tân Bình có trục đường Trường Chinh nha anh chị. Đường Nguyễn Văn Quá này nó cũng song song với đường Phan Huy và đường Phạm Văn Chiêu. Nên là chúng ta di chuyển lên quận 1 cũng ngang ngửa với bên đường Phạm Văn Chiêu nha mọi người. Giá rẻ, đường rộng, 6 tỷ 1 thôi. Khu vực tầng lửng thì sẽ có một bộ tủ rượu rất là rộng rãi luôn. Đây có bộ cửa kính cách âm này, có làm đường ống máy lạnh. Trần thạch cao, đèn chùm và tặng lại bộ sofa. Cái tivi đầy đủ. Ở đây được ốp sàn gạch giả gỗ nha. Có dán trên tường ốp nhựa trang trí rất đẹp và có dính trời. Một căn nhà phố rất đẹp, rất là sang trọng. Giá bán chỉ có 6 tỷ 100 triệu đồng thôi. Anh chị cô chú nào đang muốn mua thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới bên em Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình ra đi xem và sở hữu căn siêu phẩm nhà đẹp này. Thiết kế rất là đẹp nha quý vị. Giá thì cực kỳ rẻ luôn. Chúng ta cùng em di chuyển lên phía bên trên.
Cửa gỗ cắm xe hết luôn, sàn gạch giá gỗ. Chúng ta có tủ quần áo, kệ tivi ở hai phòng phía trước, phòng phía sau thì chưa có nội thất. Phòng rất là rộng nha, ngang năm, phòng cực kỳ rộng. Giường 1m8 kèm với tủ kệ tivi đầy đủ nha, có đi sẵn đều máy lạnh rồi. Toilet từng phòng này có riêng một cái này, có vòi tắm sen thuyền, bồn cầu khối, gạch ốp cao lên hết tường luôn. Và nhà mình thì có ban công đúc tới 2 mét ở khu vực lầu 1, cửa nhôm sinh pha. Lan can thì chúng ta được làm lan can sắt CNC, rất là đẹp luôn nha quý vị. Con đường trước nhà rộng tới 15 mét, đường cực kỳ rộng, cực kỳ thoáng nha. Và khu nhà mình là khu nhà đồng bộ xây mới, khu nhà tới 200 căn, bán và về ở khoảng tầm 70% rồi. Đấy, nếu chị nào đang có nhu cầu mua tầm tài chính 6 tỷ hơn một tí, nếu mà tìm Gò Vấp không ra những căn nhà hẻm rộng, hẻm xe hơi và nhà có thể đậu được xe hơi trong nhà thì chúng ta nên quan tâm đến cặp đôi nhà phố này, nằm ngay liền kề với quận Gò Vấp. Nếu mà tính di chuyển sang Tân Bình hoặc di chuyển lên quận 1 thì trục đường Nguyễn Văn Quá này thì nó cũng ngang với trục đường Phạm Văn Chiêu nha anh chị, di chuyển cũng rất là gần luôn. Phòng phía sau thì cũng rộng và không có nội thất nha anh chị, có cửa sổ phía sau rất thoáng nha. Toilet này, toilet riêng từng phòng. Lên trên thì cũng giống y như dưới đây,